Mình đã livestream rồi đấy ạ. Vậy thì đã đến giờ mà mình bắt đầu buổi livestream nên là em xin phép để bắt đầu buổi livestream trong ngày hôm nay. Hôm nay cùng tham gia livestream với mình có chị Vi, chị Kiều Vi hiện tại đang là sinh viên năm cuối trường đại học Hirosaki ở bên tỉnh Aomori. Hôm nay em kiến trúc cự sẽ cùng chia sẻ với chị Vi về trường đại học địa phương này, lý do mình đi học đại học địa phương này, những điểm mạnh và điểm yếu khi mà học ở trường đại học địa phương, cũng như là tất cả những cái thông tin liên quan đến thi cử và học bổng này, hoặc là dạy học ở trường đại học như các thầy giáo, đại học các trường đại học, các thầy giáo, cô giáo, chất lượng giảng dạy của trường đại học địa phương nữa. Nên là các bạn hãy cùng truy cập vào buổi Zoom nói chuyện và cùng đặt câu hỏi chị Vi nhé. Ok, trước hết để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, mình xin phép được giới thiệu một chút về MBKN Chức Cự. MBKN Chức Cự là một tổ chức phi lợi nhuận của trực thuộc MBKN, chuyên hỗ trợ và support các bạn du học sinh đang Việt Nam tại Nhật Bản, đang muốn thi vào các trường đại học Nhật, hoặc các bạn Việt Nam, học sinh Việt Nam đang muốn dự thi vào trường đại học Nhật. MBKN Chức Cự hiện đang có một lớp AGU chuyên mở ra để giúp các bạn tìm được các trường đại học mong muốn, cũng như là luyện thi để thi kỳ thi AGU vào tháng 7 hoặc tháng 11 năm nay. Hiện tại thì đang có hai khóa học, đó chính là lớp học tiếng Nhật và lớp học Soko Kamoku, tức là xã hội tổng hợp. Các bạn nào muốn tham khảo hoặc muốn biết thêm về các khóa học của MBKN Chức Cự có thể lên fanpage của MBKN Chức Cự, với chúng mình đã post sẵn tất cả những cái bài giảng trên đấy rồi. Nên là nếu bạn nào mà muốn tham khảo cũng như là muốn biết thêm về các senpai cũng như là các sensei hiện tại đang học ở MBKN Chức Cự thì có thể lên và tham khảo vào đó. Ok, vậy thì sau khi mà giới thiệu cho MBKN Chức Cự xong thì mình xin phép để bắt đầu buổi Senpai Talk ngày hôm nay. Hôm nay khách mời của chúng mình là chị Kiều Vi, hay còn gọi là chị Vi. Chị Vi có nickname là Bi, thì hôm nay chúng mình có thể kết hợp gọi chị Vi Senpai cũng như là chị Bi luôn, để chúng mình giao tiếp với chị Vi một cách cởi mở hơn nhỉ. Chị Vi ơi, em chào chị Vi ạ. Chào chị nhá, và chào tất cả mọi người. Mình tên là Vi và đang học ở năm cuối ở trường Hirosaki ở tận tỉnh Aomori trên phía Bắc ấy ạ. Thì đã có ai nghe đến đã đến hay là đã nghe đến tỉnh Aomori chưa? Còn ở đây nổi tiếng nhất là táo, táo và hoa anh đào. Aomori, tỉnh Aomori thì đúng là táo và hoa anh đào. Cực kỳ nổi tiếng luôn. Cái là táo, sản lượng táo rất là lớn nên là hầu hết phân phối trên toàn quốc và cả các nước ngoài nữa, đánh cả Việt Nam nữa, thì đều đã có táo của Aomori rồi. Đâu, nên là ở đây mỗi việc là ăn táo thôi cũng đã rất là thích rồi. trước hết em sẽ muốn là chị Vi có thể giới thiệu cho mọi người ở đây biết nhiều hơn về con đường mà chị Vi thi vào, tại sao chị Vi chọn đại học Hirosaki này, và cái con đường mà chị Vi thi đại học tại Nhật Bản không ạ? Vì đến nhập vào tháng 10 năm 2016, xong đấy là lúc đấy là học ở trường Iwate ở thành phố Morioka, học tiếng ở đấy một năm rưỡi. Thì trong cái khi mà đến gần đến thời gian học đại học, thi đại học, thì là có các trường xung quanh ở đây, các trường ở Akita này, ở Aomori này, ở Fukushima kiểu, thì cũng đến trường mình để mà Shichimikai thuyết minh về trường học, về trường đại học. Thì trong đấy thì có trường Hirosaki là chuyên về kinh doanh, chuyên về ngành kinh doanh thôi, và có cả ngành chuyên ngành mà mình rất là thích nữa, đó là chuyên ngành về chiến lược doanh nghiệp, là chúng ta sẽ học để mà kiểu làm những cái công tạo ra những cái chiến lược và những cái kế hoạch ở trong công ty, về mảng tư vấn cũng được học, nên là mình rất là thích Hirosaki rồi. Mà lúc đấy thì cũng chưa có biết nhiều thông tin của nhiều trường khác, thì cũng có đi tìm và cũng hỏi các anh chị senpai, thì là hầu hết các trường đại học ở Nhật hầu hết sẽ thiên về ngành kinh tế hơn. Hầu hết sẽ là có cả ngành kinh tế kinh doanh nữa, nhưng mà thật ra cái ý muốn của mình vẫn là học kinh doanh, thật sự rất là muốn học kinh doanh và hoạt động như là một strategy, cái rất là thiên về kinh doanh hơn. Thì như thế thì thực ra lúc đấy thì cũng có đi thi vài trường khác thiên về kinh tế, thì người ta hỏi là thế tại sao em lại muốn học kinh tế, thì mình lại vì là không phải là cái ý niệm của mình ấy, không phải là mong muốn của mình. Thế là
mình rất là ngập ngừng là chính mình cũng không hiểu là tại sao mình lại muốn học kinh tế và tại sao mình lại muốn thi vào kinh tế của trường này. Thế là mình cũng thi một vài trường và trượt là vì như thế. Cho đến khi mà tầm tháng 2, cuối tháng 2 thì là hầu hết tất cả các trường đại học quốc lập thì đều sẽ diễn ra kỳ thi vào ngày 25 tháng 2. Thì mình chỉ có một cơ hội nữa thôi, là bây giờ hoặc á, là sẽ thi luôn vào ngành của mình, ngành yêu thích của mình ở trường Hirosaki, hoặc là thi ở một cái trường khác. Thì mình quyết định là hãy học cái ngành mình muốn đi, hãy làm những gì mình muốn đi. Nên là mình đã thi vào trường Hirosaki và may mắn là đã đậu. Như thế thôi ấy. Chị Vi ơi, hồi đấy chị thi được Hirosaki thì chị có những cái ví dụ như là bằng AGU không, hay là thư tiến cử không, hay chị thi bằng hình thức gì ạ? Thì cũng như tất cả các kỳ thi khác là mình cũng phải thi AGU trước đấy và nộp hồ sơ vào trường, và sau đấy thì đến trường và thi viết luận này, thi tiếng Anh này và cả phỏng vấn với thầy cô nữa. Thì sau đấy rồi cũng như các trường khác là tầm tháng 3 là sẽ có kết quả. Tức là chị thi cả AGU, cả phỏng vấn, cả luận, và thậm chí còn thậm chí phải chờ rất lâu sau đấy mới có kết quả nữa. Hồi đấy chị thi AGU và chị thi những môn gì ạ? Mình học bên bưng kê nên là mình thi toán, sô, tiếng Nhật. Thi cả 3 môn toán, SOGO và tiếng Nhật. Chị Vi ơi, em nghĩ ở nhiều bạn ở đây cũng chưa biết rõ lắm về trường đại học Hirosaki. Chị có thể giới thiệu cho các bạn rõ hơn về đại học Hirosaki được không? Ở trường Hirosaki của mình thì là chuyên về bên nông và bên y hơn, thì cũng là một cái trường rất có tiếng về ngành nông và ngành y. Riêng về ngành kinh doanh thì là khi mà thi vào, dựa vào kỳ thi của trường thì sẽ chia luôn code ra, là mình sẽ như các trường khác thì mình sẽ thi vào học năm nhất xong rồi mình mới bắt đầu chọn course các kiểu để hợp với nguyện vọng của mình. Nhưng mà đối với Hiroshi thì là ngay từ kỳ thi đầu đầu vào thì là đã chia luôn là bên văn hóa và bên kinh doanh. Thì kỳ thi thì cho du học sinh thì sẽ là một kỳ thi chung, nhưng mà đề thi các rồi phỏng vấn rồi câu hỏi các kiểu, tất cả các kiểu đều sẽ hướng luôn đến là việc là mình muốn thi ngành nào và bên bên chuyên ngành nào, thì tất cả là đều đã xác định từ trước rồi. Còn rất là điều đấy rất là khác so với các trường khác. Và trường Hiroshi thì cũng là một trường quốc lập, thì nó cũng có tất cả những cái chế độ miễn giảm học phí và học bổng giống như các trường khác. Còn còn gì nữa không nhỉ? Em nghĩ là chị Vi ngày trước là chị Vi học trường tiếng IWT đúng không ạ? Chị Vi đã apply rất nhiều những cái trường đại học khác, và sau đó lý do mà chị Vi quyết định chọn đại học công lập ở địa phương là gì? Và chị, cái điểm mạnh của đại học công lập địa phương là gì ạ? Khi mà mình nhắm đến trường đại học Nhật thì mình vẫn nhắm đến trường quốc lập. Thì tất cả những trường quốc lập mình cũng dự thi những cái trường quốc lập khác, và trong đấy trường quốc lập Hirosaki thì là nó vừa đúng nguyện vọng của mình, và thứ hai là nó cũng có tất cả những điều kiện đủ để mà một du học sinh có thể học được, là được miễn giảm học phí và có học bổng và được hỗ trợ rất là nhiều. Và mình thấy khi mà mình học ở đây được 3 năm rồi thì mình thấy là môi trường ở một trường đại học địa phương thật sự nó rất là không không nghĩa là cũng khó, không thể nói là không tốt bằng các trường trong thành phố được. Bởi vì khi mà mình học ở trường đại học địa phương với một môi trường kiểu khá là thân thiện, thật sự rất là thân thiện cả và về con người và cả các bạn học sinh trong trường và cả thầy cô, thì mình được nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ và quan tâm từ bạn bè và thầy cô. Về khi mà ở trường Hirosaki thì khi mà mình vừa mới vào vừa vào năm nhất thì mình đã được xếp vào một cái seminar. Trong đấy thì có được chia tầm 20 bạn học sinh và có một thầy giáo chủ nhiệm chăm sóc suốt cả 4 năm đại học. Lúc đấy thì thầy cũng đã giúp đỡ mình rất là nhiều, từ việc là
nên viết bài luận như thế nào, nên học như thế nào, và trong bài kiểm tra thì mình đã sai chỗ này chỗ kia và được bao nhiêu điểm là thầy đã chia sẻ hết cho mình và hướng dẫn cho mình học. Hơn nữa thầy còn kiểu kiểu rất vì là du học sinh trong lớp chỉ có một mình là du học sinh thôi, thì là thầy cũng hay nói chuyện, hay chuyện trò và hay tâm sự, và thầy cũng chia sẻ tất cả những thứ khó khăn của thầy và cũng như thầy thấu hiểu nỗi khó khăn của mình. Nên là khi mà mình với thầy chủ nhiệm của mình thật sự rất là thân thiết, và thầy cũng đã giúp đỡ mình rất rất là nhiều trong cái trong suốt quá trình học ở đây. Khi làm bài với các trường đại học ở trên giới thiệu với các trường đại học trên em kiến chữ cự ấy, thì cái điểm rất mạnh của trường quốc học quốc lập địa phương đó chính là cái connection, tức là cái mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học sinh rất là tốt. Cái lượng học sinh họ không, em nghe nói là không nhiều, thì em muốn hỏi là đại học của chị bao nhiêu bạn, tầm bao nhiêu bạn? Riêng khoa của mình khi mà vào riêng một khoa của mình thôi là tầm 170 người. Trong đấy là lớp dự thi có 6 du học sinh, nhưng mà ba bạn bên văn hóa và một ba bạn bên kinh doanh, nên là trong khoa của mình chỉ có ba bạn gặp cái C là Du học đang sinh. học là du học sinh thôi. Ừ. Du học sinh người Việt hay là người nước nào? Cả Mông Cổ, cả Trung Quốc, cả Malai, cả Indo, cả Việt Nam, là mọi người thật sự là môi trường học rất là global, kiểu rất là liên quan đến quốc tế nhiều, cũng có rất là nhiều bạn du học sinh đến đây. Thật ra mọi người bạn cứ nghĩ là trường địa phương thì sẽ rất là ít ít du học sinh, rất là hiếm người nước ngoài tới, nhưng mà thật ra chính là vì địa phương nên là trường mình liên kết với rất rất là nhiều các trường ở các nước khác, cả Việt Nam, cả Malaysia. Các bạn du học sinh quốc tế của Malaysia vẫn qua đây để mà học, và thật sự là cả các chính là vì là các bạn khác sẽ không biết đến những cái trường đại học ở địa phương, nên là chính trường sẽ thực hiện những chính sách để mà thực hiện những cuộc trao đổi, những kiểu du học sinh trao đổi. Thì trường mình liên kết đến cả Đài Loan và Trung Quốc và Pháp, Mỹ, các nước châu Âu. Hầu hết các bạn đấy đều được trải nghiệm một năm cuộc sống ở đây, được hỗ trợ để mà học tập ở đây, và chúng mình cũng có một cái môi trường gọi là bạn bè quốc tế rất là đông đúc ở đây. Cho nên là mình thấy đấy là một điều mà mọi người thường hay hiểu sai về các trường đại học địa phương đấy. Mọi người hãy kiểu hãy thử xem, hãy thử tìm hiểu thử xem, bởi vì môi trường ở đây mọi người đều sẽ tạo những cái điều kiện tốt nhất để mà học sinh du học ở đây ấy. Nói về đại học địa phương thì em nghĩ là đại học địa phương sẽ không có nhiều du học sinh ấy. Nhưng chị Vi vừa chia sẻ thì đúng thật sự là kể cả đại học địa phương họ sẽ cố gắng tạo ra những cái điểm mạnh cho mình và cách liên kết những cái trường ở chỗ khác. Sau đó họ sẽ mời du học sinh kiểu như là không không hẳn là học 4 năm thì cũng sẽ là 1 năm sang rồi cùng trao đổi với các bạn Nhật, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác là như thế. À, một cái nữa mà em cũng rất là muốn hỏi chị Vi chính là em nghe nói học phí các trường quốc lập ấy họ sẽ luôn luôn rẻ hơn những học phí ở trường trường tư lập. Điều đấy là điều đương nhiên. Ở bên trường chị Vi thì cái mức học phí nó như thế nào và cái khoản hỗ trợ cho du học sinh là như thế nào? Ở trường mình thì là trường quốc lập nên là mức học phí cũng tầm trong 52 man một năm. Thì khi mà vừa vào năm nhất thì mình được miễn tất cả và hầu hết là đều được miễn hết, nhưng mà cũng có bạn là vừa vào năm nhất thì chỉ được miễn một nửa thôi, là 2 kỳ, mỗi kỳ phải nộp 13 man tầm như thế. Thì là lý do vì sao, là do mình nghĩ là do cái quá trình khi mà trước đấy khi mà đi đến Nhật và du học tiếng thì các bạn đã làm thêm quá nhiều, thì trường sẽ dựa vào cái mức đấy để mà xét xem là có bắt học sinh phải nộp hay không. Thì nếu như mà ở dưới một mức vừa phải thôi thì trường sẽ miễn hết tất cả vào năm 1, năm 2, và đến khi năm 3, năm 4 thì trường lại xem xét thành tích học tập và cả cái tiền để làm thêm, mức mức thu nhập của mọi người nữa. Thì nếu như mà mức học thu nhập thấp và kết quả học tập tốt thì lại tiếp tục được miễn hết học phí trong tất cả các năm đại học. Như vậy thì mình thấy là nếu như mà không được học bổng thì mọi người cũng có thể đi làm thêm vào cuối tuần thôi, thì đã có thể sống một cách thoải mái và có nhiều thời gian để học tập rồi.
50 mai, 52 mai một kỳ là À, 52 mai một năm. 52 mai một năm là Ừ. nó rẻ hơn cả trường đại học quốc lập trung bình ở bên Tokyo. À, đúng rồi, đại học quốc lập trung bình ở trên Tokyo. Đại học tư lập thì sẽ phải là 100, tầm 100 mai một năm. Nên là những mà tư lập mà nó còn đắt nữa thì sẽ còn cao hơn nữa. Hơn nữa khi mà chị Vi vào trường là chị Vi được miễn hẳn học phí từ năm 1, năm 2, miễn là không gì làm thêm quá nhiều đâu mà. Đúng rồi. Xong rồi sang cái năm 3 là mình sẽ xét dựa thêm là thành tích học tập của mình này, cũng việc mình không nhập thêm quá nhiều mà thu nhập thấp này, thì nó sẽ lại cho mình thêm 3 và năm 3 và năm 4 nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Thường thì năm 3 thì mình cũng được miễn và năm 4 cũng đang đợi kết quả. Nhưng mà thường thì khi mà cả có năm 1, năm 2 mình không phải đi làm thêm quá nhiều và mình tập trung để mà học để mà kết quả cao thôi. Thì mình nghĩ là năm 3, năm 4 thì cũng không trở thành vấn đề gì hết. Nên là mọi người cũng rất là yên tâm để mà học hành ở đây. Còn trong trường hợp mà khi vào trường rồi thì là các bạn ấy cũng đi làm thêm đấy, nhưng mà đi làm thêm nhiều ấy thì nộp học phí cũng chỉ là 1/4 thôi, nghĩa là 13 man. Ở một năm 13 man tiền học thôi. Em nhân tiện đang nói về chi phí học phí luôn ý. Ừ. Học như thế thì rất là lợi luôn ý. Tức là chị chỉ phải trả tiền ăn này, xong tiền sinh hoạt thôi. Ừ, đúng rồi, chính xác là như thế. Phí gì nữa. Thì em muốn hỏi là ở bên bên chị thì sinh hoạt một tháng thường bao nhiêu, tiền nhà thường bao nhiêu, ăn uống thường bao nhiêu, và chị tiền làm thêm nữa đi. Tiền làm thêm ở đấy thì thường sẽ bao nhiêu một giờ? Thật ra thì là vì là tỉnh ở địa phương ấy, mới đọc nên là tiền thuê nhà cũng rất là rẻ và sinh hoạt cũng rất là rẻ, nên là vào tùy theo mọi người thích ở mức kiểu nhà rộng, nhà to hay là gần trường hay là như thế nào. Thì là với mức hiện tại của mình thì là một tháng mình phải trả 2/3 tiền nhà, và bao trong đấy là đã bao gồm cả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mạng, tất cả mọi thứ luôn là 2/3. Ừ, và về ăn uống thì là vì đây là trường địa phương cho nên là kiểu mọi người cũng có rất là nhiều nông sản và trái cây rất là nhiều thì rất là rẻ. Thì lúc đấy thì lúc khi mà vì sinh hoạt của mình thì cũng tầm tiền ăn thôi, tiền ăn thì cũng tầm 2 đến 3 man một tháng, và tất cả những tiền nào bạc khác thì một tháng mình chỉ cần 6 man thôi là mình đã sống gọi là rất là đủ rồi. Thì nếu như mà muốn tiết kiệm thêm hay là gì đấy thì mình lại kiếm thêm một ít để mà để dành nữa, và khi mà kỳ thi vào các có kỳ nghỉ thì mình cũng có thể đi làm thêm, nên là gọi là không cần thiết phải quá vất vả để mà đi làm thêm, chỉ làm thêm vào cuối tuần thôi là đã đủ rồi. Còn về tiền lương thì là mức lương tối thiểu ở company bây giờ thì là 790 yên, rất là thấp, nhưng mà cũng rất là tùy nơi, vì là cũng có những cái company, những cửa hàng tiện lợi cũng sẽ nâng mức giá lên tầm 820 yên hay là 850 yên. Và khi mà làm thêm ở các cửa hàng thì là ở các nhà hàng thì là lương từ 850 yên đến 900 yên. Đấy, ở mức độ như thế. Mà đối với mình thì là việc làm thêm ở các nhà hàng kiểu là rất là tốn sức đi, mình muốn học tập trung vào học thôi, nên là suốt những năm đại học mình chỉ đi làm thêm ở một company, một cửa hàng tiện lợi đấy, và cuối tuần thì mình nghĩ là đã có đủ chi phí để mà trang trải rồi. Nghe nghe câu chuyện của chị Vi em bắt đầu thấy rằng là đại học địa phương những cái mà rất là rẻ luôn ý, rất là rẻ và rất là thoải mái tiện lợi cho du học sinh. Tất nhiên là cái tiền tiền làm thêm giờ 790 yên thì nó sẽ thấp hơn Tokyo. Tokyo 1016 hay sao ấy, em nhớ là như thế. Nhưng mà ngược lại thì là mức độ dân số ở trường đại học địa phương cũng rất là ít đấy, cũng không có nhiều đông đúc bằng Tokyo. Thì như vậy thì cũng bạn bạn cũng có thể có không có phải là quá vất vả hay là quá kiểu phải chạy tàu để mà đi làm, thì mọi người cứ thong thả đạp xe đến cái tiệm bên cạnh nhà mình, xong đó rồi làm việc ở đấy và đi về. Thật ra thì là vì là lượng khách nó không quá đông đúc dồn dập như là ở Tokyo quá hối hả như thế đấy, nên là khi mà làm việc thì mình cũng rất là tranh thủ thời gian. Khi là mình làm việc với các bạn người Trung thì mình cũng tranh thủ học tiếng Trung, sau đấy thì các bạn ấy bạn cho mình và mình cũng đi thi chứng chỉ tiếng Trung rồi. Như thế thì mình thấy là kiểu cũng rất là tiện đấy, không phải là mình đi làm là mình chỉ đi làm thôi, mình còn có thể đi học được rất là nhiều nữa. Vậy. Quay quay lại cái câu chuyện trường đại học của chị Vi đi. Em muốn hỏi là chị Vi vừa nói là cái đại học của chị có số lượng sinh viên rất là ít.
Năm vừa rồi kể cả có corona chị Vi vẫn đi học đến trường như bình thường không? Năm vừa rồi là năm 3 thì là năm đầu năm 3 thì mình phải học online trường, và đến kỳ 2 thì là lại bắt đầu học và thay men đến bây giờ là đến trường, vẫn đến trường bình thường. Là bây giờ chị vẫn sắp tới là vào năm học mới chị vẫn sẽ đến trường như bình thường không? Ừ, đúng rồi, sắp tới là cũng vẫn bình thường, bởi vì không giống như Tokyo, ở trường mình thì là tình hình corona cũng không đến mức độ như thế, và ở trường mình cũng không có ai nhiễm cả, nên là mọi người vẫn đi học bình thường và trang bị khẩu trang rồi nước rửa tay đầy đủ thì không sao. Một chút ví dụ để so sánh cho mọi người, cho chị Vi và mọi người so sánh thôi. Học của em năm trước là bắt đầu corona thì tất cả mọi thứ là online, nhưng mà kể cả online bình thường là năm học mới là vào đầu tháng 4 mà bên trường em bị cho online là phải đến tận tháng 5, giữa tháng 5, tầm tháng đầu tháng 5 hoặc giữa tháng 5 gì đấy mới bắt đầu học. Và thời gian học muộn như thế cũng dẫn đến cái việc mà nghỉ hè muộn hơn. Đến kỳ 2 bọn em vẫn sẽ học online và em vẫn cũng học online. Nếu mà nói những lớp, một những lớp đến trường thì cũng chỉ có khoảng lẻ tẻ một lớp, cả trường chỉ có tầm một lớp hai lớp đến trường. Và thì mọi người thường là sẽ ở nhà, kể cả những cái lớp học ít người như Jamie, như Jamie của chị Vi. Jamie là những cái lớp học mà kiểu sẽ có một giáo viên phụ trách và sẽ có khoảng rất là ít những bạn 15 hoặc là 20 bạn học sinh khác cùng ngồi vào một lớp. Kể cả những cái lớp ít người như thế và em vẫn sẽ không không được đến trường, không được tham gia học. Nên em nghĩ là trong cái thời điểm corona này, cảm giác không phải cảm giác mà có rất nhiều bạn Nhật cũng đã chuyển hướng dự thi từ đại học bên Tokyo sang đại học địa phương. À, không biết là năm sau sẽ như thế nào, nhưng mà tình hình dịch bệnh thì em nghĩ vẫn còn kéo dài, nên cái chuyện mà có thể đến trường này xong nói chuyện với các bạn bè khác xong rồi mình học tập, mình trao đổi với các giáo viên là một chuyện gì rất là thú vị. Ừ, đúng rồi. Với mình thì mình rất là thích đến trường, mình rất là thích chơi với bạn bè thầy cô, nên là hầu như tất cả mọi ngày mình đều ở trường hết. Vào những năm đầu đại học thì thích đến mức mà ngày nào cũng ở trường đến 10 giờ đêm để mà chơi chơi ở đấy, chơi về chơi và học gì đấy. Đấy, khi mà học online thì mình nghĩ là kiểu rất là khá là bất tiện ấy, vì là cũng không có nói giao tiếp được với ai và cũng không có gặp gỡ được ai, nên là khi mà học ở địa phương thì lại không quá nhiều bị ảnh hưởng bởi corona và dịch bệnh các kiểu, thì mọi người vẫn sinh hoạt rất là bình thường, không có gì thay đổi nhiều. Một câu hỏi vui thôi, nhưng mà em nhiều bạn cũng muốn hỏi đó chính là ở đại học địa phương thì có cái hô ghen không, tức là tiếng địa phương không, tiếng địa Thật phương là ra có khó ai không? cũng hỏi. Thật ra là ai cũng hỏi là ủa, học ở Tohoku thì như thế nào, mà mình nói cái gì rồi các kiểu. Mà thật ra khi mà mình đi học ở đây thì là trường thì tập trung rất rất là nhiều học sinh người Nhật từ các vùng khác nữa, từ Hokkaido xuống và Tohoku, và cả các bạn Kansai cũng lên theo học ở các ngành ở trường mình, thì là mọi người nói dùng tiếng phổ thông cũng rất là bình thường. Và khi mà đi làm thêm thì gặp các ông các bà thì mọi người cũng nói tiếng phổ thông rất rất là bình thường, và mình chưa từng gặp Hogan ở đây, mình chưa từng gặp ở đây, và khi hỏi có nghe chưa thì thật sự là mình chưa có nghe nói, chưa từng nghe nói tới. Và mình thấy đấy là Hogan là một cái kiểu rất là xa xưa rồi, bây giờ thật sự nó cũng không có được dùng nữa, không có còn thông dụng nữa. Nhận. Em nghĩ là rất nhiều người muốn hỏi câu hỏi đấy, tức là chắc là học tiếng Nhật bình thường mình đã cảm thấy nghe khó hoặc là khó hiểu các thầy cô giảng rồi, mà còn học thêm học tiếng Nhật bằng tiếng địa phương nữa, các bạn khác cũng sẽ cảm thấy là có phần gì ấy ngại. Nhưng mà những gì chị Vi nói thì em nghĩ trong trường đại học nó sẽ tiêu chuẩn hóa hết, tức là tất cả mọi thứ đều là tiếng phổ thông và các bạn học sinh cũng sẽ cố gắng nói tiếng phổ thông giao tiếp với nhau kiểu vậy, đúng Đúng rồi. quay quay lại cái câu hỏi về chất lượng giảng dạy của trường đại học địa phương thì dạ không, không có gì ạ, không có gì, có gì anh Phong. Tất cả theo theo em nhớ ấy thì em nghĩ là chất lượng học dạy theo theo chị đánh giá ấy, thì đại học địa phương có những cái chất lượng giảng dạy như thế nào, đối với tự bản thân chị thấy các thầy cô giáo của chị này, sự tận tâm của giáo viên cho học sinh này, hoặc là cái môi trường học như thế nào, một lớp trung bình bao nhiêu người, những cái lớp mà tập trung đông người chẳng hạn thì sẽ trung bình bao nhiêu người một lớp, và những cái lớp mà bé hơn chẳng hạn thì sẽ bao nhiêu người một lớp, và cái việc học nó sẽ diễn ra như thế nào, chị có thể chia sẻ cho bọn em nghe một chút không ạ?
như là như trường mình thì là như lúc nãy nó cũng đã chia sẻ là trường mình sẽ chia course luôn ngay từ lúc vừa mới vào trường đấy, nên là vào vào ngành chuyên ngành kinh doanh thì là mọi người sẽ cùng học với nhau tầm một chuyên ngành như vậy là 60 bạn là sẽ cùng học với nhau ngay từ năm nhất luôn. Còn lại những cái ngành rất rất là nhiều chuyên ngành khác nữa, thật sự có rất là nhiều chuyên ngành khác nhỏ nhỏ giống như vậy, thì là một cái chuyên ngành như vậy 60 bạn cùng học với nhau năm nhất, năm 2, và đến năm 3 thì mọi người sẽ chia vào các Jimmy của các thầy cô trong trường. Có 10 Jimmy thì là 60 bạn sẽ chia đều mỗi Jimmy 6 bạn. Và từ cái Jimmy đấy thì mọi người lại tiếp tục cùng nhau hoạt động. So với việc năm nhất, năm 2 học học một lớp 60 bạn nhưng mà lại sẽ tự học, tự hoạt động, thì là đến năm 2, năm 3, năm 4 thì mọi người hầu hết sẽ phải hoạt động nhóm rất là nhiều. Riêng về kinh doanh thì mọi người thật sự là phải làm việc cùng với nhóm và có những cái môn học kéo dài nguyên một năm luôn. Về năm 2 thì là tụi mình về kinh doanh thì nên là có một cái tiết gọi là tự tự sáng tạo nên, tự xây dựng nên cái chiến lược kinh doanh của bản thân và trình bày trước lớp. Thì như thế là cái môn học đấy thì là mỗi người sẽ tự hoạt động. Nhưng mà đến năm 3 thì là các bạn sẽ được tập trung thành nhóm và sẽ làm học tiếp cái môn đấy, nhưng mà với cái tinh thần là tạo dựng thành một cái cây sa, một cái công ty, và trong đấy sẽ cũng chỉ định ra là giám đốc và các bộ phận liên quan, làm như là một mô hình công ty thật sự vậy. Và sau đấy thì là suốt một năm trời tụi mình sẽ được liên kết với một công ty ở Minh Càn, một công ty ở trong huyện, thì lúc đấy cũng đến thăm công ty đấy, xem mô hình công ty đấy và nhận được những sự hỗ trợ này, có cả những cái sử dụng những cái đặc trưng của công ty đấy như là vest hay là kể cả là tên công ty đấy để mà hoạt động nhóm của mình, là sẽ tự tiếp tục tự sáng tạo ra cái mô hình kinh doanh của nhóm học sinh này và giúp đỡ doanh nghiệp đấy phát triển cái business của cái doanh nghiệp đấy. Thì mình thấy đấy là một cái mô hình rất là hay, một cái hình thái học tập mà là thật sự là ngay từ khi mà đã còn là học sinh thì mình đã được tiếp xúc với cái doanh nghiệp rồi, tiếp xúc với cả xà chô, cả các anh chị bộ phận liên quan ở các công ty đấy, thì mình thấy đó là một trải nghiệm rất là hay. Chị Vi ơi, em thấy cái mô hình đại học của chị đúng kiểu như là mình vừa plan này, mình vừa thiết kế này, xong rồi mình lại còn được, và thậm chí trường còn cho học sinh liên kết với những cái doanh nghiệp địa phương luôn, đúng không ạ? Minh Càng là doanh nghiệp địa phương luôn. Đúng rồi, là liên kết luôn cả với các doanh nghiệp ấy. Và có một cái nữa là khi mà đi internship vào hè năm 3 thì là trường cũng đã liên kết luôn với các doanh nghiệp khác và cho mình đi intern ở các doanh nghiệp đấy. Thì là mình đăng ký và mình có nguyện vọng công ty nào thì trường sẽ xếp vào các công ty đấy. Và đấy cũng là một cái hình thức đánh giá chung, một môn học chung mà mình phải bắt buộc phải lấy. Nên là mình đã được có cơ hội tiếp xúc ngay từ khi mà còn năm 3 thì đã tiếp xúc với các doanh nghiệp ấy trong thời gian dài rồi. Và trước khi đi internship, đi thực tập thì trường cũng có kiểu tổ chức các cô gia, các khóa học để mà mình được học về cách trình bày này, mình về học về cách design, in, thiết kế các kiểu, tất cả các thứ, thì trường cũng có những cái cô gia như thế. Và mình thấy là cũng khá là chăm, trường cũng khá là chăm chút cho học sinh và đầu tư vào giáo dục rất là nhiều. Mình thấy cũng rất là hay. Trường trường là trường cho chị trường trường đăng ký cho các bạn học sinh đi internship luôn chứ không học sinh tự tìm. Ừ, đúng rồi, là bắt buộc phải lấy cái môn đấy, thì là trong chừng ấy các doanh nghiệp thì mình sẽ chọn và nguyện vọng vào. Dĩ nhiên là cũng có người không được chọn, có người rớt ra, nhưng mà chính vì như thế cho nên là mình phải kiểu đầu tư hơn, tìm hiểu nhiều hơn, vì ngay từ năm 3 là mình đã bắt đầu tìm hiểu vào cái doanh nghiệp rồi, thì đấy cũng là một cái nền tảng để mà mình tiếp tục tìm hiểu các doanh nghiệp khác, nghiên cứu cái doanh nghiệp khi mà mình đi xin việc ở Nhật. Thì mình thấy cũng là một cái gọi là một cái cơ hội để mà mình được học tập và được đốc thúc để mà học tập. Công nhận là trường rất là quan tâm đến học sinh cũng như rất là quan tâm đến cái thực tế, tức là cho học sinh plan này, cho học sinh học này, xong rồi còn từ cái học đấy thì trường còn cung cấp cho học sinh cả cái chỗ mà thực tập những cái gì mà học sinh học nữa. Em nghĩ cái mà
Rất là hay, tức là những cái trường mà họ có quy mô học sinh bé, học sinh không lớn ý, thì họ có thể chăm chút cho từng học sinh hơn, như là giáo viên có thể sát sao từng học sinh hơn. Như em nghe nói vừa nãy là Jamie của chị là từ năm nhất đến năm 4, tức là Jamie là những cái lớp học mà một giáo viên chính cộng với 20 bạn học sinh phụ, một cái lớp học mà đi cùng nhau từ năm nhất năm tư luôn mà. Không, đấy là lớp semi đấy thì là có thầy chủ nhiệm mà thầy sẽ quan tâm đến đời sống học tập và sinh hoạt của học sinh. Còn khi năm 3, năm 4 thì mình sẽ lại chia nhỏ vào các Jimmy khác nữa, tập trung vào chuyên ngành của mình luôn. Thì có rất là nhiều Jimmy, thì có 10 Jimmy thì mình có thể nguyện vọng vào Jimmy của mình thích. Và khi đấy thì mình sẽ có 6 bạn là thường xuyên hoạt động cùng với nhau cả năm 3, nguyên hết một năm 3 và năm 4. Thì nghĩa là bây giờ là mình sẽ có một thầy chủ nhiệm, một thầy Jimmy và cả các bạn cùng Jimmy khác, thì mình với cả là mối quan hệ giữa các bạn trong Jimmy và trong lớp thì thực sự rất là được gắn kết vì hoạt động cùng nhau rất là nhiều ấy. Trong trong cái quãng thời gian mà chị học ở bên Đại học Hariyosaki, em nghĩ là Hariyosaki thì một khóa tầm 6 bạn du học sinh đến nước ngoài chẳng hạn, thì cũng không phải là một con số quá nhiều, nhưng mà những cái sự support của chị, những cái sự support từ trường của cho những bạn học sinh nước ngoài thì nhỏ, có ok không ạ? Đấy là chỉ khoa mình thôi, chỉ khoa kinh doanh thôi, và còn tất cả những cái khoa khác và các ngành khác thì còn vẫn có tầm ấy, tầm khoảng 5 đến 6 du học sinh. Thì là thật sự bảo mẫu khoa thì là số lượng du học sinh không có nhiều được nhiều bằng các trường ở thành phố, nhưng mà trong tổng thể một trường thì là các du học sinh, số lượng du học sinh vẫn rất là nhiều, tầm 90 đến 100 người hơn. Đấy, đấy đấy là chỉ là gặp cơ xe thôi. Còn lại những cái bạn mà đến đến học để mà giao lưu, để mà trao đổi thì lại rất là nhiều nữa. Tầm 6 tháng đến 1 năm là đều có những cái chế độ như thế, rất là khá là nhiều các bạn. 90 đến 100 người cơ ạ? Thật sự luôn ạ? 90 đến Bởi vì mình đã được thấy số lượng, bởi vì là lúc đấy khi mà trường có những cái khi mà corona ấy thì trường sẽ có những cái chế độ cho du học sinh, thì là trường có thống kê ra số lượng du học sinh là tầm 90 đến 100 người hiện đang học ở trường. Đấy, cũng thật sự rất là nhiều. Và mình thấy là khi mà trường cũng nghĩa là có những cái chế độ dành riêng cho du học sinh thôi, như là vì là trường mình ở Aomori đấy thì cũng mọi người cũng trồng có thổ sản này, có nông sản này, thì mọi người cũng trồng táo, trồng lúa, đấy, những cái nông sản như vậy. Thì mọi người thường ở trường thì là mọi người sẽ kiểu sẽ tặng cho trường và trường sẽ tặng cho du học sinh. Nhưng mà corona thì mình được nhận rất là nhiều quà tặng luôn. Ở 12 C, 12 thành phố trong 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 tỉnh này thì mọi người cho vừa bánh táo, vừa nước trái cây hay là gạo. Cho không phải là tiền nhưng mà là cho hiện vật rất là nhiều. Thì mình cảm thấy rất được an ủi và được hỗ trợ rất là nhiều. thế thì em thấy cái chuyện đấy rất là thú vị luôn đấy, tức là các bạn nông dân sẽ làm này, xong rồi do đưa trường này, xong rồi trường sẽ ưu ái những bạn du sinh trước này. Em muốn hỏi luôn là ở khu chị cái ảnh hưởng mà nó có mạnh không? Cái gì chị? Cái Thế ở hỏi khu lại chị cái ảnh hưởng của corona ấy, nó có mạnh không? không? Có khiến chị bị mất việc làm thêm chẳng hạn, hoặc là giảm giờ làm thêm chẳng hạn, có bị như thế không ạ? Thật ra là vì là mình sống ở địa phương nhưng mà là sống ở thành phố đấy, nên là mình sống ở trung tâm hành chính luôn, nên là cái việc mà bị ảnh hưởng là có, bởi vì là trung tâm thành phố thì cũng có khu vui chơi, thì mọi người ở đấy bị bùng dịch, có một cái ổ dịch ở đấy gần nhà mình luôn thì cũng rất là nguy hiểm. Thì lúc đấy, nhưng mà bởi vì là mình đi làm vào cuối tuần thôi và cũng chỉ là đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mà cửa hàng tiện lợi thì cũng mức độ nhân viên cũng như thế, nên là cũng không đến mức ảnh hưởng nhiều, nhưng mà có bị cắt lịch một ít, có bị cắt lịch nhưng mà không đến mức bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Và sau đấy khi mà đã ổn định được tình hình rồi thì là mọi mọi thứ nó lại quay trở lại cuộc sống bình thường, nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều lắm ấy. Vậy là nó cũng, em nghĩ là thế thì cũng giống tương tương ở bên Tokyo thôi. Bên Tokyo thì cũng sẽ bị cắt lịch nhiều, bởi vì ảnh hưởng của corona khá là mạnh ở bên này. Còn về
Còn em muốn hỏi là với chẳng dụ như là khi mà mình ở Tokyo chẳng hạn, Tokyo là một nơi mà rất là nhiều người nước ngoài ra ngoài đường phố chẳng hạn, hoặc là ra các ga chẳng hạn, thì sẽ luôn luôn thấy bóng dáng người nước ngoài, nhưng người thì sẽ rất là hiếm cái hình ảnh đấy. Vậy thì cái việc mà hòa nhập với cái cuộc sống ở bên ở địa phương ấy, thì nó có khó không, và người dân phản ứng như nào với người nước ngoài? Chị Vy có thể chia sẻ một chút cái câu hỏi đấy không ạ? Thật ra là ở bảo là ở địa phương, nhưng mà là mình đang ở sống một thành phố rất là nổi tiếng vì hoa anh đào của Nhật, nên là khi mà đến mùa hoa hay là các những cái lễ hội khác ở đây thì là một người người nước ngoài cũng rất là nhiều, mình cũng thường xuyên gặp người nước ngoài, thì mình thấy là mọi người cũng rất là thân thiện, cực kỳ thân thiện với người nước ngoài luôn. Nhất là như ở châu Âu, người nước ngoài ở châu Âu thì mình không có rõ lắm, cơ mà đối với mình khi mà đi mua đồ mua sắm hay là kiểu đi ra thì là mọi người cũng khi mà biết mình là người Việt Nam, mình là người nước ngoài thì mọi người cũng rất là quý ấy. Kể cả là mình có đi chụp ảnh thẻ hay là được đi mua rau củ ở cửa hàng rau củ thì mọi người cũng kiểu xa bê sừ cho mình rất là nhiều, kiểu rất là thân thiện như thế. Cũng không có gì đặc, không có gì gọi là quá lạnh lùng, mình thấy ở đây rất là ấm áp. Tức là nếu mình là người nước ngoài mình đi mua hàng chẳng hạn, thì mình sẽ được sẽ hay được service sự, sẽ hay cho thêm này cho thêm cái kia, xong rồi nói là cố gắng lên, xong động Đúng viên. rồi, chính xác là như thế. Nên mà rất là vui. Em nếu em nghĩ là trường hợp địa phương rất là hợp với những cái bạn nào mà bạn ấy muốn một cái môi trường đại học thân thiện, mọi người quan tâm đến nhau. Và thật ra em từ nãy giờ những gì, theo những gì chị Vi chia sẻ ấy, em cảm giác là đại học địa phương ấy nó còn có những cái điểm mà nó ổn hơn là học đại học thành phố. Nhưng mà đúng là thành phố thì sẽ luôn luôn có những cái khu vui chơi nhiều hơn, hoặc có những cái địa điểm mà mọi người cùng nhau chơi hơn, những cái tòa nhà kiểu vậy. Đúng rồi. Thì ở bên Kawasaki của chị, nếu mà mọi người đi chơi ấy, thì chắc là sẽ không có nhiều chỗ để chơi lắm, đúng không? Theo em nghĩ là thế. Đúng rồi, bởi vì ở đây thật sự cũng không có nhiều thứ để mà chơi, kiểu như là khu vui chơi ở Tokyo, tất cả các thứ thì ở đây cũng có rạp chiếu phim, rồi cũng có các trung tâm thương mại hay mua sắm ở đấy, thì là khi mà đi chơi thì tụi mình cũng sẽ là đi đến các lễ hội này, xong rồi đi mua sắm này, đi xem phim, xong nhưng mà hầu hết thì mọi người là sẽ tập trung ở nhà với nhau để mà ăn uống, nói chuyện, làm tiệc ngủ, làm tất cả mọi thứ cùng gắn kết hơn là việc mình tham gia một cái khu vui chơi và mỗi người tự chơi như thế. Thì mình thấy là ở nhà và ăn uống với nhau, trò chuyện với nhau thật sự là những thời gian rất là đáng quý rồi. Dạ vâng, em cũng đồng ý với điều đấy. Có bạn vừa hỏi chị Vi một câu ấy, là chính là chị thi vào trường chị Vi có khó không ạ? Chị Vi có thể chia sẻ hơn về cái bài luận của chị Vi, chẳng hạn là điểm AGU của chị Vi, hoặc là những cái điều kiện để chị Vi được vào trường không ạ? Sao ta mức AG, điểm AG của mình ngày xưa là 500, năm điểm năm tầm 500, và lúc đấy thì vào cũng sẽ thi luận, viết bài luận 800 chữ, và khi mà phỏng vấn thì phỏng vấn với ba thầy cô, và cũng có đọc dịch tiếng Anh và trả lời những câu hỏi trong cái đoạn văn tiếng Anh đấy. Thì thật sự bảo là khó hay không thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà mấy năm gần đây thì cũng có rất là nhiều bạn trượt khỏi trường mình, hai tầm 2 năm gần đây thì các bạn trượt không có vào được, thì nên hiện tại là cô hai chỉ có một bạn thôi. Về việc khó hay không thì thật sự luôn là cũng rất là không thể không nào mà trả lời được, bởi vì là không biết tiêu chuẩn của trường như thế nào. Nhưng mà mình muốn nói là khi mà phỏng vấn ấy, các bạn hãy tập trung vào cái việc ngành học của trường là tại sao mình lại muốn vào cái ngành này. Còn việc chọn trường thì là bởi vì là trường có ngành này nên em muốn vào cái trường này. Như thế thôi là mình được rồi. Nhưng mà mình phải thể hiện rõ là tại sao mình lại muốn học cái trường này, tại sao mình muốn học cái ngành này ấy. Cái việc đấy rất là quan trọng. Bởi vì mình đã trượt vài trường vì đơn giản là tại sao là em muốn học kinh tế mà là mình lại không trả lời được. Thì mình thấy đấy là một cái điều kiểu tâm đắc, rất là tâm đắc, là hãy suy nghĩ về con đường của mình đi rồi hãy chọn ngành và chọn trường. Hồi đấy chị học AGU ấy, chị học bằng cách nào? Và chị, giả dụ như là em nghĩ là chị phải luyện phỏng vấn này, xong chị viết luận này, thì chị
làm cách nào để mà chị có thể viết được bài luận hay, và làm cách nào để chị có thể luyện phỏng vấn trước khi thi vào trường đại học của chị ạ? Chị có thể chia sẻ với các bạn một chút không? Là hồi xưa khi mà mình học trường tiếng ở Aomori thì là có các anh chị đại học Iwate, thì các anh chị đấy sẽ giúp đỡ mình khi mà vào dịp hè, thì các anh chị sẽ giúp đỡ mình vào thứ bảy chủ nhật để mà học để dạy tiếng Nhật cho mình, luyện nghe, luyện luyện viết. Và khi mà đi thi thì là các bài luận của mình cũng viết trước rất là nhiều, thầy cô cũng tìm đề của cái trường mà mình muốn thi ấy, xong rồi mình sẽ cho mình viết và sửa cho mình. Còn khi mà phỏng vấn thì là mình sẽ phỏng vấn 3 lần với thầy cô, kể cả với thầy hiệu trưởng. Và sau đấy thì mình đi thi. Thật sự là cả quá trình đấy rất là bận và rất là mệt. Nhưng mà công nhận là ở trường Aomori ở Iwate thì thật sự mình đã được thầy cô giúp đỡ rất là nhiều. Hầu hết là thầy cô giúp đỡ đúng không chị? Thật Học sự AGU thì sao ạ? Học AGU thì sao? học AGU thì là cũng là trước đây cũng là nhờ các anh chị ở trường Iwate dạy, có tới ba anh chị đã giúp đỡ mình để mà học luyện nghe luyện nói. Thì riêng về toán thì là lúc đấy cũng có một thầy ở Việt Nam qua và thầy cũng giúp tụi mình học toán. Thì thật sự luôn là tất cả là nhờ senpai và các anh chị thầy cô đã giúp đỡ cho mình. Bây giờ là em cảm thấy là bây giờ ấy, cái việc thi AGU ấy nó cũng không còn quá mới lạ với các bạn nữa ấy. Nhưng 4 năm chẳng hạn, cái thời điểm chị Vi thi AGU chẳng hạn, em nghĩ sẽ có rất là nhiều những cái tài liệu nó bị hạn chế ấy. Nhưng mà có rất là nhiều cái thông tin mà nó không được công khai trên mạng, kiểu kiểu như vậy. Em hỏi ra đấy cũng rất là khó khăn với chị Vi nhỉ. Chị Vi học trong vòng bao lâu hồi đấy AGU ấy? Hồi đấy học AGU thì mình học tầm 1 năm, tầm tầm 1 năm thì là vì là lúc nào cũng sẽ là học tiếng Nhật, mọi người sẽ tập trung vào học tiếng Nhật. Sau đấy thì là tầm một gần gần kỳ thi AGU thì chưa tới 1 năm đâu, thì đấy 2 kỳ thi AGU đấy tập trung học. Và khi mà kết thúc kỳ thi AGU thứ nhất thì mình thấy không có ổn lắm, vì điểm không có được cao như mình kỳ vọng, và cảm thấy nếu như thế này thì mình lại trượt những cái trường đại học như thế thì khác thì lại rất là đáng tiếc. Thì lúc đấy khi mà kết thúc kỳ thi AGU vào tháng 6 thì mình đã nhờ các anh chị ở đại học và dạy cho mình, cho đến tháng 12 đi thi thì điểm cũng đã tăng lên, và cùng mình cũng rất là mừng, rất là vui, vì vì dù là nó không có bằng ai hay là không có cao, nhưng mà đó là một cái sự nỗ lực mà mình có thể dùng để mà mình trả lời khi mà mình phỏng vấn đấy. Mình có thể kiểu tự giới thiệu tự Scopia rồi về cái bản thân khi mà mình phỏng vấn với các thầy cô. Em cũng thấy là cái việc mà tự học AGU này, xong viết bài luận này, xong lại còn luyện tập phỏng vấn này là những cái mà áp lực rất là nhiều. Và nhất nhất là những cái bạn du học sinh. Em nghĩ hồi đấy chị Vi sinh nhật thì cũng chỉ khoảng tầm 18, 19 thôi đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, mình có nhập 19. vào năm 19 tuổi. 19, 20 tầm tầm đấy. Giờ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để thi. Xong rồi làm quen môi trường mới. Ở trường chị Vi ạ, có nhiều câu lạc bộ không ạ? Trời ơi, nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn. Và hầu hết thì mọi người, tại sao mình lại ngày xưa mình lại ở trường tới 10 giờ đêm? Vì là sau khi mà mọi người ăn tối xong, ăn tối ở ở căn tin xong thì mọi người sẽ cùng nhau học ở thư viện, và sau đấy thì đến câu lạc bộ chơi đến 10 giờ đêm sẽ đi về, vì trường đóng cửa. Thì tất cả các học sinh, như học sinh thì mình cũng không có rõ lắm, nhưng mà hầu hết tất cả các du học sinh Nhật, các học sinh Nhật đều sẽ vào các câu lạc bộ, nên là kể cả đến tối thì các câu lạc bộ thật cũng rất là hội nhập nhộn nhịp và hoạt động rất là tích cực. Và mình cũng đang tham gia câu lạc bộ, nên là mình cảm thấy mọi người, các kiểu du học sinh thì hãy thật sự hãy tham gia vào một câu lạc bộ của Nhật. Với mình thì nên bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ của Nhật, bởi vì khi mà mình vào môi trường Nhật thì là nếu như mình không tham gia câu lạc bộ thì mình chỉ là đang ở đây bề mặt của nó thôi, mình không thể nào mà đào sâu vào trong cái xã hội của Nhật được. Bây giờ mình đang là học sinh, cho nên là với du học sinh thì cái việc tiếp xúc với thầy cô bạn bè ở trường rất rất là quan trọng, nó quyết định đến cái việc là sau này mình đi làm mình đối xử như thế nào với đồng nghiệp và sếp của mình. Khi mà mình vào câu lạc bộ rồi thì mình sẽ được đối xử như là người trong nhà đấy, thì mình sẽ được giao các nhiệm vụ này, rồi mình sẽ làm tất cả mọi thứ giống như người Nhật luôn. Nên là đấy là một cũng là một cơ hội và cũng là một thử thách cho mình, và mình cũng biết được cái tác phong làm việc này.
văn hóa của người ta khi làm việc như thế nào, mà sẽ được học tất cả mọi thứ một cách rất là tự nhiên như vậy. Thì mình thấy là nên 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 tham gia một câu lạc bộ nhiều nào đấy để mà rèn luyện bản thân của mình nhiều hơn trong cái môi trường nhập này. Em rất là đồng ý với ý kiến chị Vi, tức là nếu mình chỉ đơn giản đi học xong rồi đi về chẳng hạn thì mình rất là khó mà mình khiến người Nhật mở lòng hơn với mình. Nhưng mà chỉ là mình tham gia câu lạc bộ thôi là nó coi mình như người nhà, tức là đúng tất rồi. Nhật đấy sẽ coi mình như người nhà, bạn ấy sẽ giúp mình rất là nhiều, support mình rất là nhiều trong cuộc sống. Đúng rồi, và không chỉ là mỗi một câu lạc bộ của mình đâu mà mình còn chơi được với tất cả những các bạn khác. Và một điều đặc biệt là khi mà mình kết bạn với các bạn trong trường thì đầu tiên nó sẽ hỏi mình là mày có đăng vào câu lạc bộ nào không, bởi vì chỉ cần nghe được cái việc mình đăng vào câu lạc bộ nào thì nó sẽ tưởng tượng được là mình là người như thế nào rồi, nó đã kiểu đã có một cái image gì về cái bản thân mình là người như thế nào. Thì cái việc đấy nó sẽ có thể là chủ đề này, tìm được chủ đề chung để nói chuyện này, hoặc là cũng có thể là đánh giá được là mình có kiểu kiểu hòa đồng với lại người Nhật hay không. Thì từ đấy cái việc mở rộng quan hệ bạn bè của mình nó tốt hơn, được rộng rãi hơn, tích cực hơn. Ok, cảm ơn chị Vi vì chia sẻ. Một câu nữa mà một bạn cũng muốn hỏi chị Vi là chúng ta xin học bổng cho chị Vi có khó không ạ? Mình nghĩ là trường mình thì có rất là nhiều chế độ hỗ trợ cho học sinh, và khi mà bạn giữ được cái mức học lực cao cao một tí thì là được đề cử tiến cử rất là nhiều. Như bản thân mình là cũng được tiến cử 3 học bổng, thì và không mình đang mình đã nhận được 3 học bổng, nhưng mà trong đấy là có được tiến cử thêm 2 học bổng nữa, nhưng mà 2 học bổng đấy đã trượt. Thì nghĩa là trường ở trường mình thì khi mà giữ được một cái học lực khá thì là mọi người sẽ được tiến cử rất là nhiều, nhưng mà cái việc mọi người được nhận hay là không thì là đấy là một dựa vào sự may mắn của bản thân mình nữa. Vì là khi mà được tiến cử lên đoàn thể học bổng thì còn phải xem tình hình các bạn du học sinh ở trường khác như thế nào. Thì mình nghĩ riêng cái việc là được tiến cử thôi thì đã là một cái cơ hội tốt rồi, mà mình thấy là học ở trường mình thì khá là tạo điều kiện cho du học sinh và học bổng. Ok, cảm ơn. Chị học lực khá là GPA tầm bao nhiêu? Như tầm tầm khoảng gần gần 3 hoặc là trên 3 chấm, trên tổng thể 4 chấm. Và mình nghĩ là ít nhất phải trên 3 chấm thì cái cơ hội nhà học bổng ở đoàn thể sẽ được xem xét nhiều hơn, có thể nhận được học bổng hơn. Còn cái việc tiến cử thì là học lực không quá thấp, tầm khoảng từ 3 chấm trở lên, tầm 3 chấm là được tiến cử rồi. Còn để được nhận thì chắc là hơn một tí nữa. Ok, em cảm ơn chị Vi. Có một bạn muốn hỏi chị Vi một chút. Chắc là sẽ muốn kết nối audio với chị Vi luôn ý. Ok. Phong, anh có thể hỏi chị Vi bây giờ được không ạ? Cảm ơn mọi người vì đã cho phép mình được hỏi một số câu. Cái đầu tiên, lời đầu tiên thì cảm ơn bạn Vi vì những chia sẻ rất là thú vị và bổ ích, cả về đời tư cá nhân ở cuộc sống ở tỉnh cũng như là chế độ trên trường đại học, và mình cũng đã được học hỏi rất là nhiều. Bởi vì mình thì là người mà gắn bó vùng đất Tokyo này hầu như là suốt 3 năm ở đây. Thế nhưng mà nói là sự gắn bó Tokyo suốt thì cũng không hẳn, bởi vì mình cũng từng có một cái trải nghiệm như bạn. Tức là mình đã từng học ở một trường cấp 3 ở tỉnh, thì mình học ở Kisarazu ở Chiba và cũng phần nào hiểu được cuộc sống ở đó. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm còn quá là ngắn so với cả Vi. Thế thì mình có một chút cái gì nhỉ, không phải là nhận định đâu, mà là một lời khen cũng như là một lời rất là ngưỡng mộ bạn Vi ở chỗ là trong khoảng thời gian Vi ở tỉnh ấy, thì Vi được cái là Vi rất là nỗ lực và chịu khó va chạm xã hội, rồi giao lưu với mọi người. Thì cái điều này nó hơi đặc biệt hơn mình một chút, thì mình gần giống như kiểu người đứng bên lề cuộc đời để kiểu quan sát mọi người và theo dõi tâm lý nhiều hơn. Nhưng mà Vi thì có một cái phần là kiểu bào sinh ra tự hơn mình một chút. Thế thì cái trải nghiệm của Vi nó rất là hay ở chỗ là gì nhỉ, giữa so sánh giữa thành thị hay tỉnh lẻ đấy, mình không phải là nói chê gì đâu. Ví dụ như các con như là Aomori ở tỉnh còn Tokyo là thành phố đi, thì thay vì việc là ở đâu tốt hơn hay là ở đâu có nhiều tiện ích hơn, thì bạn đã nhìn ra được là cái sự khác biệt giữa cuộc sống của thành phố và cuộc sống ở tỉnh, và sau đó bạn ấy chịu khó tận hưởng cái cuộc sống đấy, tận hưởng sự khác biệt ấy. Đây là một điều rất hay và rất hứng thú. Một ngày nào đó khi mà bạn có công việc tốt, khi bạn được quay bạn ấy trở đến với mình ở Tokyo, thì bạn lại có những cái trải nghiệm khác mình hơn, bạn đã từng ở tỉnh cho mình không có chẳng hạn. Nên cái việc mà trải nghiệm sự khác biệt đấy, và chẳng hạn như cho dù có khó khăn hay hoạn nạn nữa, nhưng mình vẫn chịu khó gì nhỉ, nắm bắt cái cơ hội đấy, là một điều cực kỳ thú vị và cực kỳ tốt.
Thế thì vì cái một cái điều nữa là về định hướng, mà lúc ấy Vi có nói gì đấy mà chuyện mà lúc ấy không rõ về cái định hướng của mình là thi ngành gì các thứ đúng không? Thực ra thì có thể là cái đấy là thuộc về quá khứ của Vi rồi, và mình cũng nhìn thấy được hình ảnh của Vi trong số những học sinh mà mình đang giảng dạy. Tất cả em ấy chưa có nhiều định hướng cũng như rất là mông lung trên con đường của mình. Và tất nhiên thì nếu như có định hướng, có đam mê thì là tốt nhất, thì đấy là một cái dạng best rồi, psycho rồi. Nhưng ví dụ chưa có thì không sao đâu, vì thực ra trong cuộc đời này có rất là nhiều người tìm được đam mê muộn và họ không biết là mình đang đi con đường nào. Có những người chỉ rõ về con đường mình đang đi, chẳng hạn như mình đang đi con đường cổ văn ví dụ vậy đi, hay là ai đấy đi con đường kinh doanh, nhưng có những bạn chẳng hạn không biết học gì nên bạn mới phải vào khoa kinh tế chẳng hạn. Thế nhưng mà ấy, nếu như không biết mình đi con đường nào thì cũng không sao cả, miễn là các bạn nỗ lực trên từng cái bước đường đấy, tức là cuộc sống các bạn đang có ý nghĩa rồi, một ngày nào đấy các bạn có thể chọn lại mà, không sao cả. Hơn nữa bây giờ là xã hội hiện đại, xã hội hòa bình, và tất cả các bạn thực ra có dư dả thời gian hơn thời chiến rất là nhiều. Tức là thế hệ của, không phải của mình, mặc dù mình cứ bảo mình sống 2.000 năm nhưng thực ra là thuộc bố mẹ mình đúng không? Nhưng mà các bạn cứ bình tâm về cái chuyện đấy, rồi Vi còn tiếp tục khám phá. Và bởi vì trong cái quá trình mà khám phá này thì mình có một câu hỏi vui vui Vi thôi, thực ra là chả gì học thuật, chả gì cao cấp ở đây cả. Đó là bên năm tư rồi, và mình cũng đang là năm tư, mình cũng mới bắt đầu học từ mùng 5 tháng 4 vừa rồi. Thế thì Vi, bây giờ khi đã ở năm tư đại học, Vi những có định hướng gì cho cao học, cho tương lai hay chưa? Và cái cách của bạn để học và cân đối cuộc sống như nào, chắc vừa Mỹ có chia sẻ một chút rồi, thì bây giờ chẳng qua là kiểu vô đắp tự tóm gọn lại một chút thôi, và rất mong là sau này trong tương lai sẽ hẹn gặp lại Vi là không phải mình nữa, có thể là trên cao học hay là trên đường đời ấy, sẽ gặp lại Vi với một bước tiến mới hơn, một cái đầu óc sáng hơn và một cái định hướng rõ hơn cả như bây giờ. Còn bây giờ thì sao, bây giờ thì sao, vui Cảm một ơn chút. Phong. Thật sự cảm ơn Phong khi mà có những chia sẻ rất là chân tình như thế. Thì là mình xác định luôn từ đầu là mình muốn đi xin việc. Nói như vậy chắc là Phong sẽ lên cao học đúng không? Nhưng mà mình muốn đi xin việc bởi vì khi mà mình nói chuyện với thầy, cái này cũng là một cái quá trình mình thay đổi suy nghĩ, bởi vì là mình cũng là một người rất là thích trường học, rất là thích được học với bạn bè, giao tiếp, là mọi người chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập các kiểu. Thì khi mình chia sẻ với thầy thì thầy bảo là không, em hãy đi xin việc đi, bởi vì riêng về ngành kinh doanh với cả là khi cái ngành học của em thì em bắt buộc là phải va chạm này, phải vấp ngã này, phải thất bại này, em phải có tất cả mọi thứ, em phải tiếp xúc với người ta và để người ta dạy cho em đi thì em mới trưởng thành được. Còn cái việc mà em học tiếp lên cao thì sau này em sẽ học, khi mà em vào đời rồi, em đã được tiếp xúc nhiều rồi thì em sẽ biết cái gì quan trọng đối với cái ngành học của em, thì em hãy tiếp tục đi học, hãy học tiếng Anh, lúc đấy cũng không có gì là quá muộn. Nhưng mà bây giờ em phải va chạm đi đã, em phải ra xã hội đi và để người ta đày đọa đi thì em mới biết được là cái gì tốt cho mình thì em mới đi học. Bây giờ mà em lại lên in thì em lại tiếp tục học như thế này và tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này, nhưng mà em có biết thật sự cái vấn đề này, cái bài đây này nó thật sự hữu ích hay không? Cho nên là em hãy đi đi, hãy bay nhảy đi, đừng ở lại trường nữa. Thầy đã nói với mình như thế, thầy đã nói với mình chia sẻ rất là nhiều thứ như thế, nên là mình cũng nhận ra được là mình còn phải tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, gặp gỡ nhiều người hơn nữa. Bởi vì thầy cũng bảo một điều là bây giờ cái việc bây giờ mà người em tiếp xúc bây giờ ấy thì chỉ là thầy cô và bạn bè thôi. Thầy cô là những người là được trả tiền để mà nghiên cứu, nhưng mà chưa chắc là những người đã giỏi thật sự trong kinh doanh, chỉ là những người giỏi nghiên cứu thôi. Còn bạn bè em thì rất là thân thiệt, rất là đông đúc, rất là năng động, nhiệt tình. Nhưng mà em có nhận ra điều gì hay không? Đấy là bạn bè của em với cái tầm nhận thức và suy nghĩ, thế giới quan, giá trị quan, tất cả mọi thứ là cũng bằng em thôi, cũng như em thôi, hoặc nhỉnh hơn em một tí thôi. Cho nên là em sẽ không thể nào mà học hỏi được nhiều hơn. Em hãy đi ra đi để mà gặp được nhiều tầng lớp, nhiều loại người hơn, để mà người ta dạy cho mình nhiều hơn. Cho nên là mình đã nghe lời thầy và mình quyết định là sẽ đi xin việc. Và sau này mình cũng có dự định là học lên nữa. Và mình sẽ nghĩ là mình sẽ học MBA ở một cái trường nào đấy. Nhưng mà đấy là chuyện sau khi mình đi làm, mình đã tiếp xúc nhiều với xã hội. Cảm ơn câu trả lời của Vi, và mình tin là thầy bạn sẽ rất là vui khi nghe được một người học sinh nói với bạn những điều này rất rõ ràng. Và một lời khen không phải là khen nữa, cái này thực ra là nể phục thầy. Mình cũng là một thầy giáo và mình cũng hiểu. Tức là mặc dù mình thì là người của bên nghiên cứu và cũng cặm cụi trong phòng rất là nhiều về sách vở, tất nhiên mình cũng phải ra ngoài xã hội để mình hiểu về xã hội, mình còn có cái để biết. Nhưng mà thầy của bạn rất là hiểu rõ giữa nghiên cứu, ứng dụng thực tế. Và mặc dù thầy bạn đang ở địa vị người nghiên cứu nhưng vẫn rất là hiểu là một con người cần có tính ứng dụng, một con người cần phải ra xã hội phải làm những gì. Thì đấy là một phẩm chất tuyệt vời của người thầy, và rất là mừng khi bạn đã có được người thầy như vậy. Và chắc chắn thầy bạn khi nghe chia sẻ này sẽ rất là hài lòng. Yo lo con de creer,
À, đi lao động đấy. Cảm ơn bạn rất là Thấy nhiều. yên tâm quá rồi còn gì nữa hả? Vì cứ thế Cảm mà ơn. tiến như thế. Ừ, Cảm tuyệt ơn vời, bạn tuyệt rất là vời. nhiều. Đấy là cũng là một cái kiểu may mắn của mình khi mà gặp các thầy cô ở đây. Thì thầy cô lắng nghe học sinh và chia sẻ thật sự quan điểm của thầy cô cho học sinh. Thì mình thấy đó là một cái điều rất là đáng quý. Và mình nói chuyện với thầy cô mình rất là nhiều và bị ảnh hưởng rất là nhiều từ các suy nghĩ của thầy cô. Đó, cảm ơn bạn. Ừ. Ừ, cảm ơn Một Phong rất nguồn là kiến thức. nhiều. Ừ. Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh Phong ạ. Như vậy là buổi seminar của chúng mình đã đúng 1 giờ rồi và chúng mình sẽ bắt đầu kết thúc buổi seminar ngày hôm nay tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã đến đây lắng nghe, đã cùng chúng mình ngồi hẳn 1 tiếng để ngồi lắng nghe những chia sẻ tâm sự của chị Vi về các trường đại học địa phương. Chị Vi, nếu em có thể em có thể xin Facebook của chị và sau đó nếu mà bạn nào cần có thể gửi cho bạn ấy được không Ừ. ạ? Được thôi, lát nữa mình sẽ gửi cho chị. Nhưng mà mình cũng muốn nói thêm một cái, đấy là nãy giờ nói rất là nhiều thứ rồi nhưng mà mình vẫn chưa nói đến việc khó khăn ở các trường đại học ở địa phương, đúng không ạ? Thì mình muốn chia sẻ một tí nữa trước khi cái seminar này kết thúc, là trước đây thật ra là mình đã từng rất là băn khoăn, rất là hối tiếc khi mà tại sao mình lại chọn một cái vùng xa như thế này. Để mà bởi vì là khi mà bước vào quá trình xin việc thì mọi người rất là vất vả để mà đi lại này, ở đâu này, rồi sẽ như thế nào, tính toán thời gian như thế nào, thật sự đấy là một điều rất là vất vả. Thì mình cũng muốn nói luôn là cách của mình là mình đã chọn một cuộc sống rất là kiểu không quá phung phí này, không quá ăn chơi, không quá nghĩa là cần phải không quá vô tư đấy, mình phải lo nghĩ đến tương lai. Cho nên là nếu mà các bạn bắt đầu đi học ở một cái trường đại học địa phương thì hãy nghĩ đến việc là tích tiền, tiết kiệm tiền, tìm học bổng này, rồi đi làm thêm này, đi dịch chắc kiểu làm tất cả những công việc vào cái dịp nghỉ của mình, và sau đấy mình để tiền, đi dành tiền, và khi mà đến xin việc tầm năm tư vào tầm tháng các tháng tháng 3 đến tháng 6 đi 3 tháng đi, các bạn sẽ đến ở các thành phố lớn của Tokyo thuê một cái ký túc xá như vậy thì tầm khoảng 3,5 man một tháng cho tất cả mọi thứ, thì các bạn sẽ đến đấy vào tầm ở vài tháng và xin việc, tập trung xin việc, và sau đấy thì khi mà kết thúc quá trình đi siêu rồi thì các bạn lại trở về. Thì đấy là cách của mình, nhưng mà rất là may là kiểu đang dịch bệnh cho nên là cũng diễn ra online rất là nhiều thứ, cho nên là mình vẫn còn đang ở Aomori đây. Nhưng mà nếu như mà các bạn, trong trường hợp của các bạn sau này thì hãy nghĩ đến cái tương lai của mình, hãy suy nghĩ đến những cái năm tiếp theo của mình, và đừng quá ăn chơi, đừng quá xõa trong cái cuộc sống đại học của mình, hãy học tập và hãy tính đến tương lai mình như thế nào, thì lúc đấy các bạn sẽ có được một chiến thuật hợp lý trong việc đi đi xin việc, hay là trong việc học tập, hay là trong việc sống sinh hoạt ở Nhật. Mình sẽ hết. Em cảm ơn chia sẻ của chị Vi ạ. Công nhận học ở trường đại học địa phương thì khi mà lên xin việc ở thành phố chẳng hạn sẽ tốn rất là nhiều tiền, tiền tàu, tiền tàu tốn là Đúng tốn rồi, chính tiền xác. ăn ở rồi khách sạn rồi nhiều thứ nữa. Đấy cũng là một cái mà em nghĩ là rất là tốt chị Vi chia sẻ cho các bạn khác để các bạn khác biết được là học đại học địa phương sẽ có những điểm mạnh như này, nó sẽ có những điểm yếu như thế mà mình sẽ phải luôn luôn tiết kiệm khi mà mình học đại học địa phương. À, em xin cảm ơn chia sẻ của chị Vi ạ. Mina hôm nay của chúng mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu có bất cứ câu hỏi gì hoặc có bất kỳ những cái bạn nào muốn kết nối với chị Vi đều có thể inbox vào fanpage của em kiến trúc cự. Chúng mình sẽ gửi thông tin của chị Vi. Nếu mà tương lai các bạn muốn học tại các trường đại học địa phương hoặc là muốn nghiêm túc nghĩ về việc học đại học, các bạn có thể hoàn toàn IB và fanpage của em kiến trúc cự để chúng mình tư vấn cũng như là chọn cho các bạn những cái môi trường mà phù hợp với khả năng cũng như là với cái tài chính của các bạn. Chúng mình làm một tổ chức phi lợi nhuận nên chắc chắn là sẽ muốn đem lại cho các bạn những cái lựa chọn tốt nhất cũng như là những cái lựa chọn nhất. Anh Phong vừa nãy hỏi chị Vi cũng là một trong những cái thầy giáo hiện tại đang giảng dạy tại lớp học Sogo Kamuku xã hội tổng hợp. Anh Phong có gì muốn nói ạ? Thầy giáo là cái gì hả? Hết giờ rồi nên là tôi được phép nhìn nhau tí nữa. Ừ, rồi, rồi. Đúng rồi, đang là thầy giáo của em Piken trước cự. Sao? Tôi thích collab, collabo gì cũng được. Rất là cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi seminar ngày hôm nay dành hẳn 1 tiếng. Và mình xin phép để kết thúc buổi seminar ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người tại buổi seminar tương lai của em kiến trúc cự.